Tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, 6 tháng đầu năm 2021, tình tiền hao mòn, khó như mong muốn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Tuất có cuộc sống rất phóng khoáng, tự do. Họ là người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Họ rất coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa, tuổi Canh Tuất nhất định sẽ thực hiện. Ngoài ra họ sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi khiến tuổi Canh Tuất trở thành một con người bảo thủ, trì trệ. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về tử vi của các bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tình duyên và chi tiết tuổi Canh Tuất trong nửa đầu năm 2021. Vận trình của tuổi Canh Tuất trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan về tử vi của các bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Tử vi nửa đầu năm 2021 dự báo các bác tuổi Canh Tuất sẽ chịu nhiều tác động của cục diện tương hình nên vận trình thời gian này khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Các mối quan hệ với anh em và bạn bè không được thỏa thuận sẽ bị lôi kéo, lợi dụng khiến tiền bạc hao mòn. Ngoài ra, họa thị phi trong thời điểm này khá lớn, các bác cần chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh rắc rối không đáng có. Nếu không may xảy ra, sẽ có cả kiện tụng pháp luật. Điều này đặc biệt gây bất lợi cho công việc và lộ trình thăng tiến của gia chủ. Tình trạng sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong thời điểm này cũng có dấu hiệu bất ổn, sẽ bị thương tổn thân thể. Bên cạnh đó, người xưa thường nói mỗi khi có tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi. Trong năm phạm thái tuế, gia chủ sẽ gặp phải những điều bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lần đận, tiền bạc tổn hao. Vì vậy, để có thể hóa giải được vận hạn của hình thái tuế thì thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang theo bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó các bác có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Canh Tuất trong 6 tháng đầu năm 2021. Qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Theo tử vi của các bác tuổi Canh Tuất trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy rằng, các bác do gặp cục diện xấu lại có nhiều hung tinh tác động, phương diện sự nghiệp của các bác trong thời gian này khó có đột phá. Công việc nhiều trở ngại, khó khăn, các bác phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối, nhưng chưa chắc đã hiệu quả, đã được như mong muốn. Sức cạnh tranh trong thời gian này cũng tăng lên đáng kể. Đối thủ có thể giở trò gây cản trở để loại trừ các bác. Hơn nữa, mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp sẽ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp. Thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên, dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào, bàn tán.
Do đó, để tránh những rắc rối này, các bác cần làm việc có đầu, có cuối, đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ suôn sẻ. Bên cạnh đó, một vài hạng mục cần việc các bác tránh dục tốc bất đạt, vội vàng sẽ dễ dẫn đến sai sót, không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Các bác cũng nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích trong tương lai. Vậy nên trong thời điểm này, các chuyên gia phong thủy còn khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp đạt thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân, từ đó sẽ chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho các bác. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hành thông và phát triển. Đặc biệt giúp cho quan hệ công việc của các bác dần tốt đẹp hơn, tâm trạng cũng vì thế, cũng bớt tiêu cực. Về mặt tài lộc và tiền bạc, trong 6 tháng đầu năm, các bác tuổi Canh Tuất có ít cát tinh chiếu mệnh mà vừa phải đương đầu với thái tuế, lại vừa bị kiếp tài kìm hãm, cho nên có điềm báo phá tài khá nặng nề hoặc mất tiền vì người khác. Thời gian này cũng không phải là thời điểm thích hợp để các bác tiến hành đầu tư, nhất là các dự án mang tính mạo hiểm hay rủi ro cao. Do đó, trước khi dốc tiền đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, các bác Canh Tuất cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Các bác chớ vội tin vào những nguồn tin không xác đáng hay lời xù nịnh, dụ dỗ của người khác mà mất tiền, tật mang. Dụ dỗ của người khác mà tiền mất, tật mang, thậm chí còn ảnh hưởng tới tài chính và đe dọa hạnh phúc gia đình của chính bản thân các bác. Để có thể hóa giải cục diện xấu do thái tuế và kiếp tài, thì các chuyên gia phong thủy khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi cho thấy rằng, thời điểm nửa đầu năm nay, vận đào hoa của các bác tuổi Canh Tuất khá ảm đạm, nhân duyên không vượng, đã vậy còn vấp phải hình thái tuế, nên vận trình tình cảm nhiều rối ren, rạn nứt. Vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi do tính cách cứng đầu và bảo thủ của các bác tuổi Canh Tuất. Tình hình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt diễn ra thường xuyên khiến không khí gia đình ảm đạm, tạo tác động tiêu cực lên tâm lý của con cháu trong nhà. Với những bác còn đang độc thân hoặc đang sống một mình cũng vậy, các bác khó có cơ hội gặp được người phù hợp hoặc thậm chí đã gặp được nhưng cơ hội thành công là không lớn. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của các bác tuổi Canh Tuất trong nửa đầu năm 2021 có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Các bác chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã gây tổn thương xương cốt khó lành. Đồng thời các bác hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, tránh xúc động mạnh gây ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh và tim mạch. Để hóa giải được tác động của hình thái tuế thì các bác tuổi Canh Tuất hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh và hóa giải vận hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của các bác trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Canh Tuất suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Canh Tuất trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch. Vận trình tổng thể của các bác tuổi Canh Tuất trong năm Tân Sửu gặp khá nhiều sóng gió do vấp phải cục diện Sửu Tuất tương hình. Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên của năm 2021, nhờ được tam hợp nâng đỡ nên vận khí của các bác vẫn đạt mức ổn định, mưu sự suôn sẻ. Ngoài ra, trong thời điểm này, dù tình hình tài chính của các bác không quá khả quan, cả chính tài và thứ tài đều không có khởi sắc,
như bù lại cũng không có nỗi lo nào quá lớn. Thứ hai là tử vi tháng 2 âm lịch. Bước sang tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của các bác có trợ lực nhất định nhưng không lớn. Bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo, các bác vẫn đạt được mục tiêu đã đề ra. Quý nhân lục hợp sẽ giúp các bác giải quyết khó khăn nhanh chóng. Tuy nhiên, các bác cần đề phòng hiềm khích với đồng nghiệp và cấp trên trong tháng này do bất đồng quan điểm. Hơn nữa, thái độ làm việc của các bác đôi lúc có dấu hiệu chệch mạng, ảnh hưởng đến tiến độ chung và con đường thăng tiến của con giáp. Các bác nên sớm chấn chỉnh lại bản thân. Tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, các bác tuổi Canh Tuất chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, vận trình tháng giảm sút mạnh. Công việc của các bác đối diện nhiều thách thức, áp lực nên thăng trầm bất ổn. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thiện nhưng giữa chừng lại bị dừng lại do sự cố hoặc lý do khách quan. Bù lại, dự báo tài vận của các bác trong tháng có dấu hiệu tăng lên. Nhờ những kế hoạch cụ thể và tính toán đâu ra đấy, các bác Canh Tuất có khả năng thu nhận được những nguồn lợi nhuận không nhỏ. Ngoài ra, nhân lúc tài chính dư giả, các bác nên học cách quản lý tiền bạc, chi tiêu có kế hoạch, nếu không tài khí tụ rồi tán rất nhanh. Thứ tư, tử vi tháng 4 âm lịch. Tử vi các bác tuổi Canh Tuất năm 2021 còn nói rằng vận trình tháng 4 âm lịch đang có những khởi sắc đúng như mong muốn, đặc biệt là ở sự nghiệp và tài lộc. Tháng này, các bác được các tinh chiếu mệnh ở cung công danh mang đến quý nhân phù trợ, được dìu dắt và chỉ bảo tận tình. Có người biết tận dụng thời cơ còn có thể được thăng quan, tiến chức ngay trong tháng này. Cơ hội luôn chia đều cho tất cả mọi người. Nếu các bác không biết nắm bắt thì nó sẽ thuộc về người khác. Tháng 5 âm lịch. Tam hợp cục giúp thúc đẩy vận trình tháng 5 của các bác tuổi Canh Tuất bừng sáng, đại cát đại lợi, mưu sự dễ thành. Công việc thuận lợi, tiền đồ sán lạn, thích hợp làm việc quy mô. Thích hợp phát triển quy mô làm việc, thử sức với các hạng mục lớn hơn. Tuy các bác vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, khối lượng công việc tăng lên nhưng nhờ đó các bác cũng được nâng cao khả năng làm việc, rèn luyện chuyên môn. Tuy nhiên, tài chính trong tháng chỉ duy trì ở mức ổn định, đây không phải điều đáng lo ngại. Các bác nên án binh, chờ thời, chưa qua nóng vội, kẻo tiền bạc thất thoát một cách đáng tiếc. Tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch báo hiệu các bác tuổi Canh Tuất gặp khá nhiều biến động xấu có thể xảy ra do cục diện tương hình ảnh hưởng. Theo đó, công việc có kẻ phá bĩnh, gây điều tiếng thị phi, ngấm ngầm hãm hại. Tiểu nhân có thể là người ngay cạnh, hãy cẩn thận trong mỗi việc mình làm. Các bác sẽ thấy áp lực trong tháng tăng lên khá rõ, làm việc gì cũng không thuận lợi. Sự hăng hái và nhiệt tình cho công việc vì thế cũng giảm sút, khiến sự nghiệp phát triển trì trệ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Canh Tuất trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo 6 hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là 6 hạn của các bác tuổi Canh Tuất. Trong thời điểm 6 tháng đầu năm Tân Sửu, các bác tuổi Canh Tuất sẽ bị sao kế đô chiếu mệnh. Bởi sao kế đô chiếu mệnh thường đem đến tai nạn, hao tài tốn của, tăng khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may, xấu nhất là tháng 3 âm lịch. Trong thời gian này, bác gái tuổi Canh Tuất may mắn hơn khi được sao Thái Dương chiếu mệnh. Bởi Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Ngoài ra, các bác nên chú ý đến hạn địa võng trong thời gian này. Hạn địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp tai nạn nên hạn chế xuất hành xa. Tốt nhất là vào các giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói, kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, các bác cần cẩn trọng trong nội tộc, có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ giữa chừng. Thứ hai là luận khung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021. Cùng mệnh của các bác tuổi Canh Tuất trong thời gian này gồm có sao Thiên Đức mang quý nhân phù trợ, còn có Kình Xương và Quả Tú gây cố khắc về mặt cảm xúc, đề phòng tai nạn bất ngờ.
Cung tam hợp thì có các cát tinh Thiên Việt, Thiên Khôi, Hồng Loan, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Trù, báo hiệu vận quý nhân vượng, nhân duyên cát lành, có lộc ăn uống. Còn có các khung tinh cô thần, thiên không, kiếp sát, hôi khí, tử phù gây trở ngại về tâm lý, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu, gồm có các sao tuần, triệt, quán sách, cản trở khá nhiều tới công việc và các phương diện khác. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của các bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.